tắt cây mưa này là hai đứa bệnh cả tuần luôn đó. Mình đang ráng chạy nè. Mấy bạn kiến này bị mắc kẹt hả? Bạn làm gì vậy Đốm? Làm gì còn thời gian mà lo cho bầy kiến nhỏ xíu? Còn chứ, vì nếu bầy kiến bị mắc kẹt trong cơn mưa này sẽ chết mất. Mình phải giúp bạn ấy chứ. Xì, kệ bạn, mình chạy về trước đây. Chúc bạn mắc mưa vui vẻ. Đó, mấy bạn chú tạm trong cái lều này nha. Sắp tới mưa lớn lắm đó. Mình đi trước nha. Đừng có lụm. Hôm nay thu hoạch được một mẻ lớn, hên quá sao. Tụi mình bị bắt cả đám rồi. Im lặng, không ta tét đích từng đứa bây giờ. Đợi xíu, ta gọi xe tới, rồi mấy đứa bay sẽ được chui vô lòng kêu la thoải mái. Mình không muốn bị nhốt vô lòng đâu. Alo, bắt được rồi, mau cho xe tới đây. Cọng dây này chắc quá à. Bọn mình tiêu rồi. Các bạn đừng có lo, tụi mình sẽ cứu các bạn. Cảm ơn các bạn đã giúp mình. Thì bạn đã giúp mình chứ, bạn quên rồi sao? Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm mà. Đây chính là sức mạnh của lòng tốt đó. Mình hiểu rồi. Thì ra mình đã thật ích kỷ. Không sao đâu, bạn biết khuyết điểm và cải thiện là được rồi. Sau khi đứt dây, các bạn nhớ chạy thật nhanh về phía người lớn tri hô lên nha. Ai cho chúng mày chạy? Ở đâu mà đau quá vậy? Làm gì xấu nè.